Xin chào các bạn, đối với những bạn đang quay phim thì chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì với những cái tấm phông nền màu xanh như thế này nữa đúng không ạ? Như chúng ta đã biết thì để treo được những cái tấm phông nền màu xanh như thế này thì chúng ta phải cần có một bộ khung treo phông. Nếu như ở căn phòng của chúng ta thì việc lắp đặt những bộ khung treo phông này nó cực kỳ phức tạp bởi vì nó sẽ chiếm rất là nhiều diện tích của căn phòng. Nó không như những studio, nó rộng rãi, thoải mái, không sao. Chính vì thế ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn một giải pháp để giải quyết được vấn đề đó. Đó chính là một bộ khung treo phông. Với bộ khung treo phông này, nó sẽ giúp cho các bạn YouTuber hoặc là vlogger sẽ có cho mình được những cái không gian quay phim nó được thoải mái hơn. Ok, và sản phẩm ngày hôm nay của chúng mình nó sẽ là đây. Đó. Nó chỉ là một cái thiết bị giá treo phông nên đơn thuần như thế này thôi. Và trên tay mình đang là bộ khung treo phông mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Với thiết kế của nó thì cực kỳ đơn giản. Nó bao gồm hai phần tay giá đỡ phông. Với phần tay giá đỡ phông này thì nó sẽ gắn đầu nam châm để nó hút những phần thanh sắt của bộ khung phông. Với cái bộ khung treo phông này thì nó cũng đòi hỏi cho chúng ta là cái phần phông nền nó cũng phải đặc biệt. Chúng ta phải sử dụng những cái bộ phông nền nó kiểu dạng khung như thế này. Và phần bao ngoài phần phông nền nó phải là phần sắt hoặc là phần kim loại để nó có thể hút được cái phần nam châm ở phần bộ khung. Đó. Và với thiết kế đơn giản của nó thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể tối giản nhất cái phần không gian để các bạn có thể sử dụng những cái tấm phông nền dạng như này để quay phim cũng như là chụp ảnh. Và ngoài việc mà nó có thể sử dụng làm giá đỡ khung phông ra, các bạn hoàn toàn cũng có thể sử dụng để làm phần tay treo hắt sáng. Nó cũng chức năng tương tự như phần giá đỡ khung phông vừa nãy thôi. Và chúng ta chỉ cần xoay lại cái phần mặt hắt sáng là chúng ta đã có một cái tay treo hắt sáng hoàn toàn đơn giản rồi. Còn cách dùng của bộ khung phông này như thế nào thì nó rất là đơn giản. Đầu tiên là chúng ta sẽ gài cái phần tay treo lên những chiếc chân thông thường. Đây, như các bạn có nhìn thấy, ở đây chúng ta có một đầu để gài phần chân này và phần chốt chặt phần nối giữa chân và tay treo. Đó. Rồi. Khi chúng ta chốt chặt rồi thì phần việc còn lại là các bạn chỉ cần đưa cái bộ khung phông này lên để cho cái phần giá đỡ tay treo này nó hút lại là xong thôi. Nó như này. Và với cái lực hút của nam châm thì nó có thể hút được những cái bộ khung phông có thể có khối lượng lên tới tầm 5kg. Thoải mái cho chúng ta có thể sử dụng được. Và mình cũng xin lưu ý cho các bạn là với bộ giá đỡ treo phông này thì nó chỉ bao gồm phần giá đỡ tay treo thôi nha. Nó chưa bao gồm phần chân và phần phông nền đâu. Cho nên là các bạn có thể mua kèm với cái bộ sản phẩm này. Và vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn bộ giá đỡ treo phông để giúp cho các bạn có thể tối giản cái phần diện tích quay phim của chúng ta. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mua sản phẩm này thì các bạn vui lòng click vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp từ số hotline bán hàng của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.